Toán với Hương bữa nay quá trời chuẩn bị hoành tráng đây nè. Rồi gia đình mình xin chào cả nhà. Rồi hôm nay gia đình mình có chuẩn bị vài món để làm cái bữa mùng 5 tháng 5 của năm nay nha cả nhà. Hồi sáng Băng đi chợ chuẩn bị được mấy món rồi cả nhà. Cái phần củ ấu này bữa nay Băng sẽ nấu một cái món là đuôi heo với lại giò heo. Đuôi heo giò heo này mình sẽ nấu với củ ấu ha. Này là một cái giò heo nè. Với lại hai cái đuôi heo. Băng rửa ra sạch sẽ hết rồi. Cái phần đuôi heo này mình sẽ hầm với lại củ ấu rồi mình nhúng lẩu. Thì cái món này mình sẽ ăn kèm với lại cải nè, rau má nè, mình nhúng lẩu nha. Còn một cái món nữa là không thể thiếu trong ngày mùng 5 tháng 5 đó là món bánh xèo. Món bánh xèo thì Băng mua được hai bọc bột. Với lại đây là phần thịt vịt nè, Băng đã bầm ra trước rồi, ngày hôm qua rồi. Phần này mình sẽ nấu cái món là mình làm cái món là bánh xèo ha. Nhân thì Băng có một củ sắn nữa nè. Bên đây là phần củ sắn. Bữa nay là mình chỉ xài một loại nhân thôi. Thường ở miền Tây mình là có thể làm là củ sắn nè. Giá nè, rồi gì ta, củ hủ dừa nè. Nhưng mà bữa nay, năm nay là xui một cái là Út có mất công việc, không có củ hủ dừa để ăn rồi cả nhà. Út đã hứa là mùng 5 tháng 5 là Út sẽ tài trợ cho mấy cái củ hủ dừa. Nhưng mà giờ thiếu Út rồi, thôi ăn củ sắn đỡ. Năm rồi là nhà Băng cũng đổ bánh xèo. Mà bánh xèo là cũng là thịt vịt với lại củ hủ dừa. Với lại cái món là lẩu xíu quách. Năm nay mình Băng sẽ thay đổi một tí. Hầm đuôi heo với lại củ ấu cho nó đổi vị ha. Cho nó khác lạ ăn tí xíu. Đây là cái phần bánh ú nè, sáng Băng đi mua nè, 30.000 một chục, xong mua 40 để ăn tí nữa mình ăn trong cái ngày này. Đây là cái nia không khí ngày mùng 5 tháng 5 này cả nhà. Hầu như là ở chợ những ngày này bán cái loại bánh này rất là nhiều. Ở đây có ú nè, ú nu. Ú nu bây giờ hôm nay là bị thương rồi. Nói sao, nói thương dạ, rồi. Dạ, ngày hôm qua buổi chiều mà con bị đi học á. Con qua nhà mà cấp con chạy rồi xoay vòng hả ba lần hả? Ở dưới bắt đầu bị rút gân rồi. Bị chẹo rồi, bị bông gân đó con. Sáng nó phải rút gân nên hỏi gì rút gân. Chắc anh bị chặt cái số tháng mình đi hay bị sấy của lâu lâu của con cũng bị nên bị rút gân đó. Chị ta nói ra con Băng tranh thủ xào cái nhân này để chút nữa mình đổ bánh xèo nè. Băng xào cho nó săn lên, băng xào với tỏi thiệt là nhiều cho nó thơm. Băng có cho tiêu nè, bột ngọt, hạt nêm với lại muối trong đây nè. Xào xong cái tí nữa Băng sẽ bỏ ra cái rổ đó cho nó ráo. Cái này là nửa con vịt với lại một ít thịt bằm Băng cho vô Băng xào chung luôn ha. Hôm nay là thèm bánh xèo rồi đó cả nhà. Nhưng mà đã gán đợi tới mùng 5 tháng 5 mình ăn cái nè, cho nó vừa tới ngày của những cái món ăn mà gọi là truyền thống ở quê mình luôn nè. Ăn cho nó đã. Băng, nhà Băng thì là người Công giáo. Hôm nay là Băng thực hiện video là ngày mùng 4 đó chứ không phải là ngày mùng 5. Tại vì nhà Băng là người Công giáo, không có cúng kiến gì hết. Cho nên Băng thực hiện trước một ngày để chia sẻ bà con. Video này thì sẽ phát cho sáng ngày mai là đúng ngày mùng 5 tháng 5 đó. Để bà con ở phương xa chưa có về quê được cũng có thể là có được cái không khí ngày 5 tháng 5 nha. Út Nhân hôm nay đi đâu lâu quá không thấy Út Nhân. Dạ em đi làm anh. Anh hỏi dùng khán giả đó, tại vì khán giả cũng hỏi là Út Nhân với Út Tiến là lâu quá rồi không thấy. Thì sẵn Út Nhân đây mình hỏi cho bà con, trả lời cho bà con mình luôn. Con về hồi sáng rồi. Thì cũng giới thiệu cả nhà là có ngoại lên chơi nè. Nhưng mà ngoại ngồi phía sau, ngoại ngại lên ống kính, ngoại mắc cỡ. Rồi tí xíu nữa đây thì hôm nay thì gia đình có mời ông bà nội Putin qua chơi với lại chú ba, thím ba của Putin nữa. Là Út Nghé đó cả nhà, cũng có lên video một Thói Quê Hương mấy lần rồi mà mọi người đang chuẩn bị qua. Thì tí xíu nữa sẽ anh Tiến sẽ về luôn Út Nhân hả? Dạ. Rồi tí xíu nữa anh em mình họp mặt. Cái phần nhân bánh xèo mà củ sắn này thì mình chỉ xào sơ qua thôi hả mẹ? Ôi trời ơi, có người làm sống. Làm sống luôn hả? Làm sống là bỏ vô nó ủ ủ rồi xa trái. Dạ. Yeah. Chị thấy ở quán thì người ta, ở tiệm người ta bán đúng không? Dạ. Yeah. Để sống nhiều. Mà người ta chắc là người ta bằng mệnh, người ta để vô nó hơi ướm ướt à. Hôm nay gia đình mình đổ bánh xèo có chuẩn bị được cái phần rau ngon lắm cả nhà. Cái này là phần rau rừng. Rất là nhiều loại luôn. Lá cách, cắt lòi, bí bái. Rồi ôi, hồi sáng lặt nhiều lắm, có đọt cóc nữa nè.
thì là đọt sung. Cái phần củ ấu bên đây là băng có trần sơ qua để cho mình dễ tách vỏ này cả nhà. Dễ hơn sống thôi à. Dễ hơn. Bên miệng mép điện thui hết trơn. Đi cánh hát mà cũng có bán này trên. Đồng lô tô quá. Đó đi học à, nhỏ ăn củ ống này không? Ta sâu vô đó lá dừa. Dạ, ta sâu lá dừa. Ừ, 10 củ. Bao nhiêu tiền vậy đó hồi xưa? Con nhớ hồi lúc con đi coi lô tô là 10 củ hình như 200 đồng hay 500 gì đó. Thấy mọi người làm cũng còn hơi khó à. Không dễ lắm. Cắn cái là một củ thôi nha, mà lột biết bao lâu mới ra củ. Ăn lẹ quá. Cái này mình sẽ xào sơ qua, mình có cho ít gia vị vô không hả chị? Chị xào sơ với chị cho một miếng thịt nêm thôi. Dạ. Xương xương thôi, nhẹ nhẹ thôi. Tại cái phần dịch hồi nãy là băng cũng có nêm đậm đà vừa. Cái củ sắn bản thân nó cũng ngọt sẵn rồi. Nêm vô. Cái này xào cũng mấy mẻ đó chị. Ừ, cái này chắc chị thêm 2 mẻ này. Xào dễ. Chị xào xương xương thôi chứ không có cho vô chín. Nó hơi ba sồn ba sực vậy đó. Dạ. Mình đổ vô bánh lên là chín vừa. Đây là cái phần ấu nãy giờ gia đình mình ngồi tập trung lột ra hết rồi nè cả nhà. Bây giờ cái giò heo nó cũng tương đối mềm mà Văn sẽ cho vô ha. Chịu khó ngồi lột tí xíu mà nó ngon quá bạn. Ngon quá trời. Cái này mình sẽ hầm lên. Mình hầm cho nó mềm, vừa mềm cái giò heo với đuôi heo đó. Rồi củ ấu nó cũng mềm, nó bột lại là được. Hồi nãy Băng có lúc mà hầm giò nè, Băng có cho thêm miếng muối với là miếng đường vàng vô đó. Một chút mình cũng sẽ cho bột ngọt hạt nêm vô cho nó vừa ăn ha. Hôm nay thì có nội cu tin sẽ qua đổ bánh xèo chung với gia đình ha. Bên đây là nội cu tin nè, rồi ngoại cu tin và đầu bếp chính một tối quê hương Khánh Văn. Ba người sẽ làm ba chảo cho nó nhanh. Do là mình không có đủ cái loại chảo để chiên đổ bánh xèo, thành ra là Băng đổ đỡ bằng cái chảo chống dính này nè cả nhà. Này cái nhỏ nhỏ, cái này cái 10.000 thôi. Cái mà này 15.000. Đây là cái bánh đầu tiên ha. Của Băng nè, của ngoại cu tin nè, và bên đây là của nội cu tin. Nội cu tin thì cũng thích làm bánh lắm. Cu tin về phái nội đổ bánh khọt đồ ăn lắm. Hồi sáng là tầm 9 giờ mới qua hả mẹ? 9 giờ. Ông nội cu tin thì đang ở trong nhà nói chuyện với ông xui. Hai người đang bàn tán cái vụ mà lúa vụ đầu này. Dì Tiên với dì Chính. Hello dì Tiên. Dì Chính của Băng là năm rồi đó. Dì Chính đang đi vô năm rồi. Dạ. Là cũng có đổ bánh xèo trong ngày mùng 5 tháng 5 nữa đó. Giờ là bánh xèo nữa để gì chín đổ chứ. Dạ. Năm rồi là chín có đổ nữa đó. Có đổ, chín có đổ, cuối cùng chín đổ một cái. Bên kia là Út Nghé chạy xe qua tới đây mệt rồi, nằm nghỉ mệt tí xíu một chút, đặng chừa sức đặng nhậu Út Nghé. Chín là mới đi khám bệnh vậy hả? Ừ. Ăn nhậu được không? Nãy người ta nói. Bác sĩ nó ăn nhậu bình thường. Nhậu bình thường. Nhậu nhiều nhậu. Dạ, nào say thôi ha. Rồi. Bác sĩ nó là tùy đô, đô nhiêu thì cứ làm nhiêu. Hồi nãy có thằng bác sĩ hỏi Chính vậy, hỏi có nhậu được không, nói được về lo, làm bộ nói vậy. Làm bộ nói vậy hả Chính? Chứ thật sự cả chục hả Chính? Thật sự là cả chục. Chứ mình hơi lo không cũng Băng, mình không dám để lửa nhiều, nãy quên để dày quá. Của mẹ con thấy giòn rồi đấy chứ. Giòn thấy cái gì vậy? Cũng được rồi đó mẹ. Cái giòn. Hai cái bánh bên đây chuẩn bị ra lò rồi. Ồ, ồ siêu đỉnh. Trời ơi. Người nào người nấy khéo thấy sợ vậy. Người ta phải đổ cái này lên dành, người ta lắc đồ làm dữ dằn đồ lắm. Đâu gì tiên lắc, gì tiên lắc con coi coi. Đó không để đây gì. Để chơi cho em không tiền đổ này em sợ làm không được.
Hả, người ta ăn hết luôn á gì đi. Chứ có mần cá được, mình làm biết qua bánh hầm bánh. Rồi bên đây ngoại với lại chính rồi nè, ăn bánh ú đi. Một năm mới có bán một lần đó nghe. Lột chóc không chín? Chóc chóc ngon lắm. Chóc thịt nhiều lắm. Gói khéo quá ha chín. Để đi rồi hơi hơi chín ăn đi rồi con chuyền qua bên kia được rồi. À, mọi người lột ăn đi nè. Bắn. Nè để anh nãy qua đó. Đây nè. Nè lấy chín lột nè ăn đi. Đây. Chuyền cho mẹ đi con. Phải mô tròn lên mẹ ăn cái bánh mẹ. Thử ở đây bánh ở đây thấy gói khéo chóc lóc à. Ngon ha, dẻo. Dạ. Để đang cái đi, lấy cái bánh xèo. Để hơi cái nha. Bánh xèo à. Ăn gì đi, ăn đi đi. Ăn cái đi, ăn thử coi bánh. Hôm nay con mua cái chỗ này thấy cũng ngon quá nè. Ba thợ ăn bánh nhưng mà nhớ nhiệm vụ chở bánh xèo nghe. Ê thợ bên đây không chuyện khác nè, lo lột bánh mời quá trời luôn. Bên đây là mẹ bỏ xuống là để chở cái bánh xèo rồi nè. Rồi, chính rồi, năm sau mà ăn cái bánh cái nữa năm sau là ngon hơn năm nay nữa đó. Mỗi năm khác nhau, càng ngày càng ngon mới được. Sao Út Nhân, bánh này êm không Út Nhân? Ngon ăn. Ngoại ơi, bánh ngon không ngoại? Ngon ha. Tại uống quá camera theo không kịp luôn á trời. Đâu biết bên đây là quá trời theo không kịp. Gì tiếc cơ. Chị nó làm ba mấy giây dọn chỗ đó đó em. Ủa không nhé thay lá đi được không? Được được. Mày dọn chỗ ở đây cũng được mấy cái nè. Chết thủ thì vậy. Em qua mất tay mình lỗ. Để mình chưa. Đốt súng máy rồi mẹ có liên quan gì đâu. Chảo nhỏ tiện cái là băng đổ ra luôn à, băng không có cần lấy gì á. Làm cho nắng cho. Người đứng bếp ở phía bên đây có sự thay đổi. Út Nghé sẽ vô thế chỗ của mẹ lần đầu tiên làm chuyện ấy. Vậy là bắt căng cảnh luôn rồi. Lúc này là em đưa lên đầu clip. Thôi à. Thôi phải, phải mua bản quyền mới được à. Tướng tá thì ngon rồi, nếu không biết đâu sao. Tướng tá là 1m72 là không biết gì. Tướng tá 72-73 là thấy được rồi đó. Được chưa? Chờ nắng, nắng cái này cho nắng cái bánh này. Nửa giá rồi. Giờ mua bản quyền của Nghé bữa nay nhiêu để hình Nghé lên hình nào. Rồi được đó. Nghé mà đổ cái bánh mà đẹp cái nó hang là dở lên. Dở lên đó nghe. Chế đại vô đi, chế đại vô đi con lắc. Ăn lắc mới được. Nhì quá, chậm quá lại dày mò chứ giữa. Cái tay này đánh vô lăng à. Cái đó chắc 10.000 luôn á. Cần phải lạng cho nó lên trên để nó dày ở chính giữa. Rồi cũng được à, 10.000 thôi. À, vậy là ok đó nghe. Tiếp theo tới cái công đoạn rất là quan trọng. Cái này là thường là mình lấy cái bên ít mình đắp qua cái bên bên nhiều, cái bên bột nhiều mình đắp qua bên ít không ta? Cái bên không có nhân. Bên không nhân đó nghe. Chứ
chứ đừng lấy bên nhân ụp ngược lại. Là nghe lộn cậu lấy chồng tỉnh anh ta là lấy chồng tỉnh là anh cao mà anh chơi quấy gói với tinh thần thôi. Áp lực quá vậy. Rồi anh thấy úp được rồi đó nghe ơi. Cầm cái miếng đó nữa. Alo. Alo. Đang ở bên đúng rồi. Sao ốc nó không tới ta? Ừ, đúng rồi đó. Kéo là nắm ờ nắm tay kéo là được chịch lên. Rồi con lấy cái con vừa nắm là vừa lấy. À nó qua được nữa phải không? Ờ qua lấy cái sạc rồi. Lấy tay bẻ bẻ luôn. Tay ngã cũng lên. Kéo nè, con kéo đi. Ba ai vậy đó. Rồi. Rồi. Quay tao con. Dạ. Rồi. Để ngoài này chơi quá. Cái đầu nó hơi lúng túng thôi. Lúng túng á. Lòng đậm lắm. Cái sau là ngon lành liền. Tạm được thôi ha, đúng không? Để nhé, đổ một cái nữa cho mà. Đúng rồi, còn bột nữa nè. Phép tàn cái đi. Hôm nay ai cũng có được quyền thử đổ bánh xèo. Bữa nay ai đến okay, với nhà hàng Một Phố Quê Hương là được đổ bánh xèo hết. Ok chưa? Ok chưa? Đâu biết mà. Để lên đây nè. Rồi. Mẹ có để sẵn lá đó. Tính ra vậy là hay rồi. Dở cái nồi sang dính. Dính cái xấu cái bánh kia của người ta luôn. Không có. Cái này mình đắp lại. Tại mình để đó hơi cao. Mình làm chắc nó thấy dễ hay xui á. Rồi làm lại để làm lại. Để làm lại cái đi. Thay chảo đi. Rồi bây giờ gia đình mình đã làm mồi màn xong hết rồi cả nhà ơi. Bây giờ gia đình Một Thoáng Quê Hương xin mời cả nhà cùng ăn mùng 5 tháng 5 nha. Rồi xin mời cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà. 1, 2, 3 vô nha. 1, 2, 3, vô. Con của Út nghe ở ngoài 2, 3 vô, 2, 3 vô quá trời. À, tao biết lắm mà trước cũng phải bị sao cũng phải bị. Con cho miếng rau vô heo. Con trai nhận xuống được con. Cái này mình có chuẩn bị đâu má, với lại cải xanh. Cái này thịt heo cái gì con? Dạ, cái đuôi heo với vỏ heo. Cái này ủa quên đó. Hồi nãy giờ thiếu thành viên là anh Khải đâu trời? Anh Khải bữa nay đi Cà Mau rồi cha. Đi bạc ti với công ty á cha, đi ăn đã vậy đó hả? Cũng đi ăn nhậu mà. Dạ. Để cho ngoại bánh xèo. Cái này nè. Thử tôi cũng ăn lần đầu tôi mới biết thôi. Dạ đu heo này con hầm với củ ấu nè. Cái món này anh Khải nói đó là con về con hầm đại. Ủa có em
Ừ. Quá rồi mà. Đuôi heo nấu củ ấu á trời. Không phải nội mình nghe cái gì là nội cái củ ấu mình ăn ngoài rồi mình biết, mà nếu là hầm vô đây nữa là rất là ngon luôn. Ngon dữ luôn. Con phức luôn. Thử cho nó biết. Ngon luôn á. Này này có trong trong thực đơn gì không? Dạ có. Nhà hàng rồi. Ngon ngon dữ thiệt. Có dạ. Khi mà anh Khải nói cái món này á là con nghĩ là chắc không có đâu, nhưng mà con sạch trên 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 mạng có. Con có. Trời, một món quê hương ít khi nào mà ăn đông lắm, mỗi lần ăn đông nó hơi rối đội hình tí xíu nha cả nhà. Thì chắc là nếu mà cả nhà mà đồng hành với một món quê hương trong cái thời gian mà dài rồi á, thì sẽ những người ở đây á, thì hầu như là đã có từng lên clip của gia đình một món quê hương hết rồi. Nhưng mà thì cũng có một số bà con thì mới theo dõi đây, thì sẵn tiện đây cho Vong xin giới thiệu lại với cả nhà. Giới thiệu thì người lớn mình giới thiệu trước, nhưng mà thôi xin phép giới thiệu một vòng tròn cho cả nhà mình ha. Đó. Chứ để mình lia máy qua lại. Đúng rồi. Cả nhà chóng mặt lắm. Rồi bây giờ Vong sẽ giới thiệu cho cả nhà mình cùng biết lại mọi thành viên trong ngày ăn mùng 5 tháng 5 năm nay ha. Bên đây là đầu bếp chính của một phố quê hương Khánh Văn. Rồi, chào cả nhà. Rồi kế bên là chị Ly. Chị Hai. Rồi chị Hai của Văn. Rồi kế bên là dì Chính. Dạ, dì Tiên ơi, dì Tiên đang phía sau. Rồi, kế bên nữa là dì Tiên nha cả nhà. Dạ, dì Tiên là đang bưng bánh xèo ra. Còn phía ngoài kế dì Tiên là nội của cô Tiên. Rồi, mẹ chào cả nhà. À, kế bên nội cô Tiên là bà ngoại. Ngoại ơi, chào cả nhà ngoại ơi. Rồi, kế bên là mẹ cô Văn. Dạ. Rồi, tới Út Nhân. Dạ. Út Tiến. Đó, anh Tiến. Rồi, bên đây là ông nội cô Tiên. Xin chào cả nhà. Rồi, ông ngoại chào luôn. Ông ngoại cô Tiên. Dạ, kế chào đây là Út Ghé. Rồi, mình là quay phim. Rồi, giới thiệu xong không biết nói gì, uống cái cho nó sum tụ lại cả nhà. Vậy uống cái cho mọi người tin hả? À. Một, hai, ba, vô. Vô. Trời ơi, nó mát. Trời ơi, nó nẻo. Cái nồi lẩu này hôm nay thì mình sẽ ăn mì ha. Vô giò heo đi cả nhà. Dạ. Đang nóng á. Nấu nè, với ăn lại mì nè chị. À chị chúc chị ăn mì sao? Mình gấp một miếng đuôi heo. Nó buồn buồn. Ở trong đồng trong quê thì cái món đuôi heo này mà á cái là ấu đâu phải mùa này là mùa ấu ta. Dạ mà hên là con qua con mua được 3 kg. Dạ. Ấu tươi đó, ấu chưa nấu hả cha? Thì hiểu rồi, nhưng mà dạ. Cái mà hên là đợt này sao tôi bay mà hên có một cái là mua cái đợt ấu này cũng già nữa nè, chứ đúng là mùa này không phải mùa ấu đâu đó. Dạ. Nó nằm có tầm có tháng 10 á. Ờ. Đúng rồi. Dạ, cỡ đó là. Trời này có ấu già nè. Cục này chắc tới luôn á. Cái ấu nào nó mốt quá. Có ngày mùi có củ hôi nước. Dạ. Cái đuôi heo này phải được mà mình dặn á không? Đuôi không á nấu chắc ngon lắm. Cái này mình không có đủ cái đuôi heo. Cái mình nấu thêm kèm chiên giò heo nữa. Trời, ráng mới cho biết cho cắt qua cắt cho mít mà ớt hiểm quá trời vậy. Đó. Nói vậy đó anh Xui, cái người biết ăn là trồng không được. Dạ. Mọi người ăn ớt ít là lại trồng nhóc rồi. Này bây giờ hình như qua bên năm mà giống cây trái à, bên năm này. Dạ. Đó tháng 10 bắt đầu. Cái đuôi heo nó mềm mềm á, không có mỡ ngon. Ăn mì đi bác ha. Lại tìm cái nó có bị bùi bùi cái củ ấu. Ủa có lá này ăn được sao trời? Như lá gì tụi mình quên rồi. Sung rừng. Dạ. Bển đâu có ai dám ăn này, bển dữ lắm bên vườn của bác, cặp mé nó dữ lắm thiệt. Nó mọc theo cái chỗ bờ vừa mình đó em, là cái này không nè. Nãy mình qua ông hỏi gì mà không biết. Sung rừng. Anh chuối như sâu ăn được mình ăn được hả? Dạ đúng rồi, tôi là thấy cái đồng bào Tây Bắc không vậy, nó yêu cầu cái gì ăn được là người mình ăn được, ăn tốt luôn. Sâu ăn được là mình ăn rồi. Đúng rồi. Cái này thì lá cách bên mình ngày hôm qua phải, nó nói ăn bánh xèo tôi bẻ cho một số ba cái cắt lồi này nè, với lá cách này nhóc hết trơn. Đến chín. Chín năm nay không có đổ bánh xèo tại nhiều thợ quá trời. Năm gọi chín đổ ha. Bữa nay chính là người nhậu mạnh nhất, lý do là chính mới đi khám bệnh về bác sĩ nói nhậu thả ra đi. Là thành ra là không sợ, còn đây mình chưa ai khám chứ mà có chính là bữa nay trước khi nhậu sang khám rồi. Dắn chú Út rồi dắn Khải nó buồn quá. Dạ. Út là chắc tầm mùng 10 Út mới có về cha. Vậy đó hả? Dạ, cả nãy hồi sáng con có hỏi. Bữa nay đầu bếp quê hương nấu ăn được không Út nhé? Chứ nãy giờ đổ bánh xèo mà chưa ăn cái bánh xèo mình đổ đúng không? Mùng 5 tháng 5 ngay chân cái lúc mình thắt ngặt nhiều chuyện làm quá. Dạ. Chứ không phải như bữa nay có một chuyện ở nhà không
vừa mình có tiễn được cụ hủ được đó. Dạ. Có cây tiễn được đó. Ủa sao? Ủa. Không. Vì mình tiễn tại vì mình không ăn để nó cũng ăn đất hết chứ mình đâu có làm gì, mình đâu có hưởng. Mà điều nói chứ mình ăn cổ hủ dừa với cổ hủ khóm nó ngon thiệt mà cực công quá, thấy làm thấy cực luôn á trời, ăn không được nhiêu mà cực quá. Chú khoái cổ hủ dừa mà làm chua á. Có mình lên mạng mình thấy cái anh em với bà con. Dạ dạ. Để nó rõ không à? Dạ biết là tôi ít ý tôi là tôi lấy vỏ trước anh. Tôi thấy cái dân anh em của người đồng bào Tây Bắc mà ta ăn cái măng chua măng gì đó thấy yên quá mà mình cũng từng ăn cái đó. Cái bánh xèo này là em đổ nha, cái này là em đổ là em ăn. Em đổ mình ăn luôn hả? Chú Út nghe lựa cái đó nào không nghe đổ á. Nhân nhiều á. Dạ con đổ nhân cũng nhiều á. Cô em là khác rồi. Dạ. Mình cho cái cải xanh ngoài, rau rừng ở trong. Lâu rồi không gặp anh Tiến với Út Nhân nè, bữa nay làm mồi còn êm không anh Tiến? Êm. Quá. Tiến ăn được không? Dạ. Sợ Tiến Nhân mấy tuần rồi ta? Ba tuần rồi chắc. Ngán tôm. Chậu bánh tre tới giờ. Vậy đó ha. Là bữa tăng trời tới giờ anh em mình mới gặp lại. Dạ. Ở trời rồi. Cải xanh ngon lắm không? Nó không có nồng lắm. Vì là ba tuần hèn gì mấy cô bác comment vô là không thấy Út Nhân với Út Tiến. Lấy quay vô ba tuần hả ta? Gần tháng rồi. Ngày 9 tây tới giờ. Hồi sáng con xuống này không được bự. Đổ sáng giờ đó bụng ăn ngon quá trời. Vô cái nữa đây. Dạ. Rồi, 1, 2, 3, vô. Dạ, cho mời. Vô. Rồi, mời vô đi. 1, 2, 3, vô. Rồi. Bữa nay chưa uống cái nói mọi người mới tin. Sao? Thấy em nói là bữa nay là ăn mùng 5 tháng 5 nha, là cũng cái kỷ niệm cái máy quay mình là tròn 1 năm luôn đó. Cái máy quay này hồi mùng 5 tháng 5 năm rồi đó chính là cái máy quay này quay đợt quay chính với lại dì Tư đó. Là bữa đó là quay đầu tiên luôn đó. Là thí nghiệm luôn đó. Dạ thí nghiệm luôn đó. Mà hên là còn dính được cái video. Giáp năm là cũng gần hư đó chính. Mua quay giáp năm là không thật sự. Là cũng gần hư rồi. Hôm nay nó cũng xịt lùi hoài. Bảo hành 12 tháng hả? Dạ vừa hết 12 tháng là gần xong rồi nè. Bữa cô Năm nghé mần đãi với con của bà đi nước ngoài về đó. Tôi có mần heo 60kg. Thì mần cúng heo tươi đó cái cuối cùng chiều cho mẹ con nguyên cái đầu luôn đó. Ngày hôm qua mẹ con ngày kia nó hầm củ cải cho cha ăn đi ruộng vô cho vô. Hình như cái đầu heo mình nữa, ta muốn hết trơn luôn, ta không có là ngày qua còn 5-6 cục lớn là hết trơn luôn, ăn hết trơn mình nên cha ăn hết trơn luôn đó. Cái đầu heo cái da nó mà vừa da vừa đầu vừa gì cho ăn hết trơn, hình như mình nên cha ăn hết trơn luôn đó. Cái lỗ mũi rồi nó cũng không có. Mà tính là tôi ăn rồi tôi mới nhớ là tôi ăn mạnh thiệt trời, tôi ăn muốn hết trơn cái đầu heo đó thôi. Còn qua cuối cùng còn cù lại đâu. Không, nếu đầu heo mà cắt cái kiểu các kiểu mà chợ nó bán á thì cũng được, không nói mà nếu mà kiểu cắt như mà thợ ngay tay ngang mà ăn hết là dữ lắm rồi. Của nhà mình á mà điện con nó ngay cái con heo thì nó ngang tay ngang lắm tôi không biết tôi nó cắt tới đâu mà tôi bứt cục mỡ nào cũng mỡ nó cành cành chứ không chữ nó cắt cục lớn lớn tôi đẩy đâu có ăn cơm đâu. Bị gì anh gì nè, anh nói thiệt luôn, anh nói cho chính nghe là lý do có cái gì anh ăn là anh thấy chị thì nó không ăn rồi, còn nếu không ăn nó làm bỏ thì biết là phải bỏ đó. Anh đâu thèm ăn cơm, anh ăn nó không, nó ăn muốn chết luôn. Ăn cục lớn nó không nè, biết là không ăn là bỏ. Mà công kỹ nó niêm niếm là bỏ, nó ủ mà nó nấu ngon, rất là ngon luôn. Dì Tiên ơi, cái phần củ ấu bữa nay là thấy em không Dì Tiên? Lấy cái này múc múc củ ấu qua cho con Tiên. Dạ, coi em đây nè, em múc tới đây. Bệnh có giá không? Cái chòi có 130 triệu mà ngồi không đủ hả Quông? Ủa, giá rồi. Cái chòi 130 triệu mà ngồi sao thấy chồm chồm quá, ít bữa chắc quá. Nới rộng thị trường ra quá. Con ăn gì không con? Mở rộng thị trường anh Tiến ơi. Dân làm anh Long nói giỡn cả nhà không? Cái chòi này là mình lúc mà mình tính hết luôn, tính cái sàn này luôn là 13 triệu đó. Anh Long nói 130 triệu. Nổ quá nổ. Đó phải trả giá rồi. Đó.
cái củ ấu nó bùi bùi ngon lắm, có thơm thơm. Rồi nhầm củ nó bị giống như ngập nước, giống như cha nói ngập nước cái nó nghe cái mùi giống như lên nước á. Em nó giống như cái củ hoa lan mình bị nước á không? Nó làm mất mùi mình đó chứ, tại mình không nhìn được cái củ đó cái gì nè. Hồi nãy nhận được bột lại luôn. Cái này thấy ăn mì thấy cũng hợp lý chứ hả chị Ly? Ừ, ăn mì ngon chứ. Dạ. Dẫn em đi chơi vòng vòng đi con. Em thấy bây giờ này ăn mì là hợp lý nhất, tại giờ cơm cũng không có đâu ăn. Chưa nấu. Sáng làm lu bu quá, nhà mình cũng không có học ăn rồi giỏi. Không có bắt nồi cơm luôn. Thấy cũng sẵn có mì ăn mì cho nó ngon. Nhiều khi ăn cơm nó cũng không đúng điệu. Không đúng điệu, cái này cho ăn cơm ăn không đúng điệu thiệt á. Ăn cơm hoài có lớn gì đâu. Ăn hoài cũng có nhiều đó hả chính? Nhầm cái củ ấu bột ăn như môn vậy chứ bộ ạ, ngon. Không gà thấy sao? Rồi lâu 3 tuần hả anh Tiến? Em mời riêng anh Tiến cái nha. Vô. Rồi. Ê. Vô. 50 thôi anh Tiến ơi. 50. Em đợi anh về đâu biết làm món gì không? Chán bánh cuốn. Đợi hoài mà chưa về. Có món phô mai nữa kìa, anh có đem phô mai về nè. Thằng sò đồ nướng phô mai nữa. Tuần sau anh về không? Về. Về ha, về mình làm bánh cuốn ha. Đây là món bánh là nó cực lắm, phải đợi anh Tiến đồ về phụ tiếp. Rồi, giờ mình vô nha. Mời cả nhà. Đại diện một phố quê hương mời cả nhà. 1, 2, 3, vô. Quá mát. Lâu tôi qua đây anh Xu thấy chừng nào uống chừng nào mệt thì anh Xu nghỉ ha, còn tôi uống chiều chiều tôi về à. Anh Xu à. Tôi giờ cũng yếu lắm Xu ơi. À. Bên cha là lúa cũng bắt đầu giảm hả cha? Bắt đầu bên nói chung là như về, giảm được rồi đó. Như bên cha con là nó phải hơi non hơn, vui. Dạ. Bây giờ nó nằm trong nước hôm nay. Dạ. Chưa nở cây lúa được. Nhưng mà nếu trường hợp anh Xu nói vậy là nó nằm trong nước hôm nay phải chậm hơn mình chút. Anh Xu xả trong cái vuông này bữa mấy? Bữa 17. Bữa 17 mà phát hơn tôi sợ bữa 13 luôn. Trong vuông này hiện giờ nó phát 17. Hơn bữa 13. Nó bị ngập quá hả cha? Của mình bị ngập. Cái này bơm khô hoài luôn á, mới vô nước hôm nay đó. À, nó nghe của cha cái nào còn cái nào chết, nó chết rồi nó chết đường thẳng băng, còn như nó để còn nhiều gan à. Cái miếng này xả 2 ngày sau xả bên kia. Mà cái này giờ cái lúa vụ đại khái mình nói thằng này nó khoảng 15 mi, thằng kia khoảng 7-8 phân à, bằng nửa à. Dạ. Miếng ba công cũng cha bệnh á, bằng nửa à. Ủa chín năm nay là chín còn bằng ruộng không? Cho mướn vụ rồi. Cho mướn ha. Cả hơi vụ ha. Dạ. Làm mà kinh doanh buôn bán đồ cho làm giàu hơn chút xíu làm người hơn làm ruộng ha. Không bởi vì em nhắm tình hình rồi em cảm. Bà chắc ra chắc là sao nha. Con vụ nó cũng thuốc ốc cũng đồ gì mà sao cái số nó làm ruộng không được. Dạ. Bây giờ nó nặng đậm á. Tính ra chín thì chín hơn thiệt chứ, cho mướn mà lựa cái vụ này thôi, ta cho mướn vụ sau đi, rồi vụ này mà đi khôn thiệt chứ. Vụ sau yêu thiệt bởi vì cho mướn ra thiệt chứ. Tức là năm nay bà con làm ruộng hầu như là ai cũng nó bị trục chặt hết trơn á, chứ nó không có y máy là từ đầu tới cuối, từ xả lúc xả tới giờ về ngập nước rồi con nghe ốc rồi bên cha con bệnh thì chuột gì tùm lum hết. Mà nói chung đi bây giờ không có vụ nào suôn sẻ, không lý do cái là nó không suôn sẻ gì nè. Cái giá lúa nó quá thấp mà giá vật tư nó cao quá, mình bằng vụ nào mình không có tinh thần bằng không, cái đồng lãi nó quá ít đi, mình đem cái công sức mình ra mà mình hưởng không được, tức mình tức là hưởng không được nhiều á. Nó không sung quá cha, nếu buồn ngủ là thôi làm biết mà ngủ luôn, chứ còn nếu mà giá cao là tức là dòm. Bây giờ là dòm nữa, giờ chi phí đầu vào đây biết rồi đó, mà chi phí đầu ra chưa cái giá lúa chưa biết, mình không biết định được hết cha, mà giá bao nhiêu á, không dám đầu tư nhiều, lỡ đầu tư nhiều mà cái giá nó thấp quá mình không có lời. Cái chi phí mình đầu tư là mình biết rồi đó. Dạ. Rồi mà cái giá lúa. Bởi vì bà con nông dân khổ vậy. Cho mướn đất được không anh Vong? Cho mướn đất thì được. Tôi lên cái đất công sự đó anh Xui. Là như vậy là đất chỗ nhà với Mộc nó cất nhà đó. Bây giờ 1 mét đâu 470-480 triệu gì đó. Mà cái nền nó chừng 5 mét thôi vô như vậy là mình bán hết tài sản mình mua không được cái nền nữa anh Xui. Nếu mà đất anh rộng thênh thang cò ba thẳng cánh chứ. Chứ như đất bây giờ tôi 50 công bển này. Tôi bán được 50 cây vàng đi. Đó, thí dụ 50 con đất, 50 cây vàng 5 triệu bây giờ 50 triệu bây giờ mình được mấy tỷ, hai có 2 tỷ mấy phải không? Dạ 2 tỷ mấy. 2 tỷ rưỡi à. Đi ra chợ mua không được cái nền chứ. Cái nền ở chưa có được bự nữa, là dạ. Không được thoải mái nữa mà dạ. Cha bây giờ tao cho mày lội mỗi giờ luôn, đi ra đi vô. Dạ. Đúng không thiệt mình thấy
cái đất là phải nói là bởi vì hồi xưa phải ông nội ông cốc ông cố mấy người ông bà mình xưa cha ở ngoài giá là mình ngon rồi, ở ngoài chợ là mình ngon rồi, mà tự nhiên ở trong trong rừng của Minh Thượng chi bây giờ không có giá, giá cả gì hết trơn. Mấy thù lùi xấu quắc luôn rồi không thôi phải mà tao vô không Minh Thượng bây giờ ngã được ông sự vô rồi đó. Ngoại bữa nay lên chơi mùng 5 tháng 5 ngoại đeo vàng quá. Hay là bữa trước đeo mặc áo khoác không thấy, con không biết. Mà bữa nay thấy đeo vàng quá trời, cái tay đeo vàng. Vàng của ngoại nhìn xa xa như mướp vậy chính. Con nhìn xong rồi con mắt con nhìn như mướp vậy. Qua văn hả? Chết luôn rồi, bởi vì mình không có vàng đeo không biết cái chân. Ăn cho no đi ngoại ơi. Ngoại lớn tuổi ăn hết sạch à. Chị Ly nãy giờ có gắp nó không? Có chị ăn rồi chứ. Tôm giòn lắm, nãy em có ăn thử một con. Là gì em làm con? Bên nhân là hai dĩa tôm rồi đó. Út nhân là đạo tôm nè, tôm nướng là càng thích đúng không? Tôm này nãy luộc nước dừa. Cái mình có cho dặn một miếng muối, miếng đường. Ăn nó cảm giác nó đậm đà chị Ly. Khỏi chấm luôn cũng được đó. Hồi nãy bằng ăn mà không có chấm thì rất là ngon. Chị Xuôi phải nói là anh đi là bình thường không có gì hết trơn á. Mềm ngon đúng không ha? Mềm. Nếu mà tôi mà ở lên ai nói gì nói mình cắm cụi mình ăn hả? Cắm cụi ăn hả? Chết gì lao phổi chứ không phải chết gì bệnh khác. Sao rồi? Ý tật tôi ra ruộng là đậu xe lại thắng xe rét đậu lại là móc thuốc đốt. Từ lúc đó mà đi giá một quận là cái miếng ngoài đó ha, cái miếng ngoài đó. Đi khoảng 300 ngoài. Bây giờ đi lên 300 ngoài về 300 ngoài bề ngang khoảng 100 ngoài. Mà phải từ 3 điếu. Cái là coi như là không quẹt. Nếu bữa nào ngán thuốc quá dạ. Thì là tới xe thôi, còn không ngán là tới xe cái đầu trước khi đợi xe đốt một cái nữa vô trong miếng bà công. Bà công lộ dầu nữa cũng làm gì nữa. Vậy là cha thèm thuốc á là cha mới đi thăm cái miếng bà công à. Còn cha không thèm đó là cha đi thăm cái mẫu bên kia thôi cha về. Thôi mà ở đây mát thì chứ nhậu, nếu mà ở ngoài này là nhậu thoải mái luôn. Nhậu mát. Dạ. Được nhậu yên thời cung. Gió mát lạnh. Trời 130 triệu nhậu cũng được hả cha? Nhậu bia là nhậu ngoài trời này cung thiệt. Dạ. Bị cung tiền không có tiền nhậu được đâu. Uống hơi hết hồn á. Hết hồn không có tiền mà uống lâu say nữa hả? Uống lâu say không có tiền mua bia hả cha? Mà cung á, nhậu này cung thiệt. Rồi này cặp mấy địa gan quán nhậu, mình đi nhậu thường thường có cái wheel mà cặp sân các sạn á, sân vườn á là sẽ có cái wheel mà cặp mấy mé gì nè. Cũng giống lắm chứ. Mình mà có tiền mà mình làm thêm mấy cái chòi không, làm thêm mấy cái chòi nó cũng giống quán lắm á. Quản lý chưa được, nếu quản lý được ha, dưới này thả cá. Dạ. Ăn con người ăn cặn ở đây thảy ngay luôn.